Em chào anh Sơ nha. Sao rồi, lúc này khỏe không? Dạ. Sao bữa nay thấy tỉnh dữ vậy? Tỉnh có nhậu không? Ê, hay bữa nay chút định hả? Ê, bữa nay bệnh gì thấy em đi vô thấy anh ngủ nãy. Có bệnh gì Không, không? không có bệnh đâu. À, ý là trời mưa vậy buồn buồn ngủ nên ngủ ha. Rồi nay có anh có đi làm gì gì không? Ở nhà không có đi làm nữa. Dạ, bởi vì chứ giờ tháng này chờ dậm mà giờ dậm đó là Mà tháng này là cũng luôn ta cũng không có đất chứ. xét Năm nay là thua luôn rồi. gì Năm nay không có đất đâu, ở bên em cũng vậy đó, đâu có đất đâu. cũng Rồi sao bữa em có hứa với anh đi mua đồ nè, rồi có đi mua đồ không? Tiền còn không? là tiền cũng còn Cũng còn hả? nè Rồi nghe anh ấy cũng xài lai gai sao? mà cũng cũng xài cũng Gái 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 ha, còn nhiêu thì đưa chị hả? Bữa đó em nói là dắt anh đi mua, mà bữa đó gặp nhà anh Cơn thì làm toilet này kia đó. Rồi xong rồi em đi lên bên Mỹ Tú rồi đi lên Vĩnh Long đi quay luôn là xong luôn, là không có ghé anh luôn. Bởi vậy là anh không có đồ luôn. Bởi vậy thấy không? Tiền á người ta cho mua Cho đồ là đi đi liền nè là là tiền còn còn là mặc áo là nó còn đúng không? không Rồi còn luôn xua rồi, nói rồi anh em bằng nhau hết rồi, nói chung là lỗi tại em thôi. Lỗi tại em nói thật luôn, đúng ra là hứa bảy mai đi liền mà bữa đó mới sao lu bu nhà anh Cơn này làm lúng hết. Rồi qua đó là bắt đầu em đi ghi hình ở Mỹ Tú, thì đâu phải đi ghi một chỗ đâu, đi chỗ này chỗ kia rồi lên biển rồi đi đi Vĩnh Long rồi đi tới Mỹ Tú tùm lum hết trơn đó. Rồi xong mà tưởng đâu anh ở nhà có anh em này kia đưa anh đi, gì không có ai đưa đi luôn hả? Không Gì không có đồ luôn, không có đồ luôn có lấy áo em không? Lấy không? Áo đang mặc nè, cho anh thích áo áo sơ mi màu đen nè, áo sơ mi màu đen nè hả? Sao áo sơ mi màu đen nè, trời ơi biết sao giờ hết tiền rồi gắng chịu đi hả. bây giờ là cũng bây giờ con là cũng mang không cũng là tiền đó là cho bây giờ rồi cho nhờ cất Cũng cho cất cho cất lên luôn, thì buôn bán như nói thì tiền người xe ôm mình lum la vậy trời ơi. không ai biết chạy xe chạy về đó Nếu mà có chạy xe cũng đâu có xe đâu trời, thua luôn các anh sư. coi coi đó bây giờ đó nó lập là thấy Người mưa là anh cũng buổi sáng là lội đi rồi chắc trứng đi gì hả, lỡ chưa ngày có khi nào mà té rồi rớt cái thùng thùng trứng xuống không, không ý là có khi nào không? con bỏ dép xuống là À đi đi em chỉ sợ anh run 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 cái một cái thùng không đó 100 hột là đi hết trơn luôn rồi đó, rồi mấy trăm ngàn té là phải bể hết rồi bể hết đúng không? luôn, tại thấy đường khó khăn quá, 100, 200, 200, mấy trăm mét đi vô đây lội xa lắm, xem bỏ nhà cũng không đường xin anh nè, còn đường lộ không nói từ đường đầu lộ vô đây nó xa lắm, xem giờ bỏ đi kia kìa em đội bộ vô toàn thấy thằng xình không. Anh sáng sớm ngày nào mà mưa nữa rồi mà mưa cũng bỏ dép không hả đi dọ không mà sợ mình trơn thôi, trời ơi thanh xương tội cái này đó, giờ cũng đâu có đi phụ buôn bán gì, giờ nghe vợ thì đi buôn bán thì anh Sơ cũng giúp 3 giờ thức dậy đi dắt trứng. nó bà mà kêu là tôi đi À vậy à. nhưng mà Rồi đi lên chợ rồi có uống cà phê rồi này kia không? không Sao là vậy? không không quen không em Trời ơi, mình lên tới chợ mình ngồi đó phụ bán với vợ luôn hồi vậy hả? là ở nhà là quét nhà quét Trời cái ơi, quét nhà luôn kìa cả nhà. Nghe anh Sơ kìa. Không, mình lên chợ làm phụ bán vợ đi. mà biết không bán Mình bây giờ bán mới được rồi phụ vô bột này kia nè, phụ vô trứng đếm trứng đó, lỡ một chục 10 trứng rồi chị lỡ đếm 11 trứng sao, có anh ấy cũng được đỡ, phụ phụ đỡ đỡ làm sao không quen không quen luôn hả? Vậy là giác rồi bỏ đó rồi về lại hả? bỏ đó là cho bà bán bán đi Người không uống cà phê sáng sớm không uống phê hả? không quen Kỳ vậy. dễ Em sáng nào phải có cà phê hết á, không em đi làm được. mà không quen Trời ơi kỳ vậy. Em là sáng sớm không có cà phê em luôn đây em chân á, tạch 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 phải đi kiếm cà phê trước đã mới làm gì làm.
nhờ à nhà lên cũng vậy là con uống uống cà phê uống đến là tôi đã lạnh là nghĩa là vừa Rồi vậy đó hả? vừa Con dễ nuôi mà. Mà có cái con nhâm nhi ha. cũng là một xí một dễ Chị không ít đấy thôi, đừng uống gì nhiều quá, uống vô ừ. không tốt cho sức khỏe đâu. Đó bây giờ thì em cũng hỏi chị này đó, quanh quanh đấy vì nó tiền thì vô thì trả tiền đất rồi đúng không? Yeah. Trời ơi. Hồi đó là chưa trả người ta đó Giờ người ta đòi quá, nói giờ lấy tiền đó đi 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 trả người ta luôn, trả rồi xong luôn, còn thiếu em 1 triệu thiếu 1 triệu nữa. Thôi đừng có lấy tiền của em trao nãy mình Hưng cho rồi đem tiền đi trả nó nha, đó là làm vốn nha, để 1 triệu để đó đó đi, khi nào mà mấy đứa trên kia nó gửi về đó hả hả trả anh ta, thế còn tiền này tiền mình Hưng cho 5 triệu để đi đi buôn bán để mà, bán phải rồi. vậy mới đưa 2 triệu này nữa đó, ngày mai bắt đầu lên sơ có việc làm nữa rồi dắt chứng sư anh sư chuẩn bị có nghề làm nữa rồi, đi dắt chứng nữa Nhưng thôi. mà giặt đi bộ cũng hơi mệt á, Mệt không? mệt á, Trời ơi. đi bộ cho muốn cũng giúp đỡ tôi muốn mua xe cũng À. cũng cảm ơn Lấy xe em chạy đi vậy. không biết chạy nữa Lấy xe em chạy đi, đi bộ. Em đi bộ mà con đi con biết chạy con à, thì nói chung gì chứ tại mình mà không có tôi thôi, là mà tôi không biết chạy chừng nào có thì tự biết chạy hết à, tại mình không có mình nói vậy thêm sự tội thiệt xe binh á nư chở bể chân hết xe đó chở không được đâu, nói vui nói giỡn thôi không có chở được, thì giờ biết sao giờ cố gắng đi, giờ tới đâu hay tới đó sao giờ, Đấy rồi. tại vì nhà anh gia đình anh thì nó không có được gần chợ, nó cũng không có lợi thế chỗ đó, mất lợi thế. Nếu mình có lợi thế ở gần đường lớn này kia để đỡ, còn mình đây xa quá thì ra chợ hơn cây số phải bắt buộc mày đi xe rồi, chẳng lẽ sáng nào bắt anh giác giác nhiều thùng mà đi mấy thùng lắm, Cũng nặng lắm, nặng không cũng 100 hột nặng không, cũng nặng lắm. nặng thì giác mình hay bệ lên bệ xuống vậy đó, rồi biết làm sao giờ, cố gắng lên sơi, nói chung là mình cũng cũng cố gắng đi biết Mà sao giờ. mình là không biết chạy Còn em thì em cũng không giúp được gì đâu, em không giúp được tay chiếc xe phải 5 triệu đổ lên nữa chứ, em đâu có khả năng đâu, em đi cũng đi xe tàng đi, đi quay phim nè, em đâu có xe độ đi đâu, đi đi xe đó xe lâu lâu sửa 2 triệu, lâu lâu sửa 2 triệu, mới mới đây sửa hết 3 triệu nè, sửa Sài Gòn đó, sửa Sài Gòn đem về hết 3 triệu nó sửa hoài luôn biết sao giờ, Cái lâu lắm phải ra xe thứ mới rồi. vậy không Phải sửa. Giờ nhắc nhắc gì thêm nha, 2 triệu em đưa nó phải tiền nó tiền làm vốn nha. Rồi phải dành dụm cho anh ngày được 20 ngàn, 20 ngàn đi gom gom phải mua mua một lần cái áo cho anh. Rồi lâu lâu cái mua được cái quần đi cũng được nữa. Cái này tiền công là anh chị Phin phải trả nha. Phải trả cho anh Sơ chứ. Phải rồi, Phải rồi. ta cho là mua đổ Đó anh Sơ đòi đó. tiền mua đồ đi đâm tươi đâm về không có quần có áo về ra cho mười mới thôi giờ cố gắng bán nè, em nói nè cố gắng bán đi, cứ ngày cho chị Phiên kích cho anh 20 20, đừng mua rượu nha, cái đó để lên đi, đúng 20 20 đưa lên 5 ngày được 100 rồi đó, 10 ngày là 200 rồi, à, 20 ngày là 400 rồi, tính ra là 30 ngày là anh mua mua 1 tháng là mua mua được bộ đồ đó, anh cứ chích lên đi, chích lên ngày 20 20, 23 là 6 là 600, chẳng lẽ chích ra không được 20, trời đi bán mới có anh Sơ có việc đi làm, chứ không đi bán là anh không đi làm là sợ anh bệnh này kia nữa, tại buổi sáng đi phải có tập thể dục, đi bộ sao Đấy, đi bộ là cũng tập thể dục ha, đi tập thể dục hay gì đó cũng mình cũng khỏe cho mình khỏe trong mình mà nó hơi mệt mệt trong người hả mệt trong mình mà đem đồ đấy là mình là cũng mệt đó không mệt đấy á, mở ra xong mệt đi bỏ chứ anh đâu có lỗi gần đâu,
con đi mấy quận vậy? Vậy đó, ý là đi 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 một quận hết không? Không hết đâu, hai cha con về chị cầm cái xe nữa. Rồi mình đi không hết thì sao? Không hết thì đi đi ba người nó mới hết đó. Cha nói là con nữa, đi chị nữa. À, là phải đi đi tới ba người luôn hả? Đồ nhiều thì đi hai lần. À. Xe chạy có 5 phút tới hả? Vậy hả? Ừ. Xe ôm á thì biết sao? Khuya mình kêu người ta chạy mưa đó. Nó kêu người ta đó, nếu không có chạy mưa thì mình đi cha con. Đây là một quận 1 và chị luôn đó. Sao giờ chị giờ? Chị mà chở trời mưa, chị lấy cao su đắp trên nó đừng cho nó ướt. Trời ơi. Có miếng cao su sẵn, phủ sẵn đó. Rồi có sáng nào mình đi đi rồi gặp mưa dưới đường không sao? Mà cũng, mà tôi cũng không không gặp đó. Không hên xui hả? Ờ, hên xui. Hên xui, đi phải đem áo mưa theo đi. Có mưa mình có áo mưa để mình mặc. Buổi sáng lạnh dữ lắm. Dạ. Trời ơi. Sợ ổng rung rung này ổng đi sợ rung 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 cái té rồi bẻ chứng dịch hết trơn hết thổi bẻ chứng dịch hết trơn là lỗ luôn lỗ khẩm luôn phải rồi mà té phải bẻ rồi tên sư mới cười nói tiền đó tiền mua đồ nha giờ giờ xài hết rồi thì anh cũng xài một mớ rồi chứ không phải đưa cho chị hết đâu anh cũng xài một mớ rồi đó có anh xài một mớ rồi cho anh đưa cho bà đó à còn nhiêu cho bà thế vợ tội hay sao thế vợ không có vốn tội hay sao bây giờ là để là mình là cũng từ từ là quần áo lỡ rồi đúng rồi thì quần áo mình cũng từ từ cũng được không sắc thấy không sao đâu tại tháng này là cũng tháng mưa rồi mình không có đi đâu đâu phải ai có mưa không có gì đâu là cũng mình là từ từ quần áo dạ tháng này thì thua rồi đi ra đi vô cái đường nhà mình nó đường toàn là sình không mình nước không trời ơi em thấy cái cảnh em giờ em ngán dữ lắm luôn hồi xưa nhà em cũng vậy đó đi đường là sình nó tới đầu gối vậy nè đi thì muốn đi chợ một lần khổ lắm còn giờ đường xá nhà em mà xe du lịch vô tới nhà luôn mà xe bảy chỗ vô tới luôn á xe tải 500 kg vô bình thường mà còn anh đây xuống ruộng rồi cũng có đan vậy là ước gì có cái đan đi ha đi cũng được đỡ mà con đâu đưa anh ra ngoài xem thử chứ cái đường đi như thế nào nè là buổi sáng là đi đường vậy nữa hả ơi bởi nước không nè đây cái nhà đây là đường hàng ngày của anh Sơ đi ha đi đường này đường nhà của em hả dạ sao anh không mua đan đi hả sao anh không mua đan không có tiền trời ơi anh từ đây mà anh ra tới ngoài đó bên đó được rồi bên này là bên đó được rồi đưa tới bờ kinh nó được rồi hả à bên đó là người ta làm đi làm đấy bây giờ anh đo coi từ đây ra đó nhiêu ngày mai em sẽ mua cho anh luôn thiệt em nói giỡn thôi không biết để ông đây cả nhà nói thiệt luôn tại vì cái đường này á từ đây ra tới đường lộ mà nhưng mà một khúc đó sẽ đi ra đổ dài ra bên kia nữa bên đó là kể là tôi không đổ đâu là bên đó là đường của người ta nhà nước ha là anh không dám đổ bên đấy được coi nè bên nhà vô đó chỉ cần có một cái đường này đó đi ha bên cạnh đó là vô nhà được rồi dạ ủa cái này bây giờ có thể là mình mua đan thôi đan á để mua đan lót thôi hả? Mình làm sao mình đào nè đúng không mình đào cho ngay á cho bằng á đan 60 á mà dài 1 mét á để bên đây nè tội quá ha bên đào cho bằng á dạ thì bây giờ tính thì anh tính thôi nhưng mà tiền thì nằm ở túi người ta hết trơn rồi thì anh Sư rất là tội cả nhà muốn ước được một cái con đường để anh Sư đi ra đi vào á nhà đó con đường thì buổi sáng đi vậy nó cả nhà ơi thấy cũng rất là tội luôn trời ơi hồi xưa là nhà em còn hơn cái này nữa anh Sư
Hồi xưa nhà em là nước là tới đầu gối luôn á. Sình không à. À là tới đây hả? Bên đó nó kẻ. À tức là đường này là đường nhà nước. À đường của nhà nước ha. Dạ, mình không có lót được. Không biết người ta. Không ở trên đây em biết sao, trên đây là mưa xong là đi được. Lên tới đây là đi được tại vì đất này nó cao, mỗi lần mưa là nó dạt xuống. Nó đổ xuống. Wow, tuyệt. Từ đây xuống tới đó cũng nhiều ha. Theo đoán là nhưng mà mấy mét nè? 50 mét, 60 mét là 60 tấm đan. Rồi nói chung thì ướt thì ướt thôi anh ơi. Chứ giờ dạ. Nói chung cái đường đi vô nhà anh Sơ cũng rất là tội đó cả nhà. Nhà ảnh thì ở trong cái đồng ruộng đó cả nhà, thấy nha. Đó xung quanh ở đây toàn là đồng ruộng mênh mông đó cả nhà. Có bay thẳng cánh đó cả nhà. Thì nhà ảnh thì ở đằng sau, nói chung là ở đằng sau người ta luôn á. Rồi cái đường ở đằng trước thì nói chung là nó bích bùng luôn, tại vì người ta mua đất đó cả nhà. Mua đất người ta gào lại hết trơn. Còn đất bên đây cũng nhờ đứa em. Đây là đứa em, đất đứa em có anh Sơ hả? Là nhà này hả? À, là chị cũng chừa đường này để cho anh đi ha. Dạ, chừa đường này. Khi anh hữu duyên rồi được cô chú anh chị rồi thương rồi muốn giúp đỡ anh có đường đi làm sao? Đúng không anh Sơ? Dạ. Đó, thì mình là anh nói cái địa này là bữa người ta đòi là 3 triệu hả? Là bố ở đây là 4 triệu mà bữa trả anh ta hết 3 triệu. Trời ơi chưa đầy nữa kìa, giờ nước mênh mông luôn mà. À đó là nuôi cái vụ. À đây là nuôi cái vụ ha. Biết sao nhỏ con nó kêu lắp đỡ đây, lắp đầy từ mười mấy triệu á. Dạ lắp đỡ là 4 triệu mấy á, tao lắp lại 500 ngàn. Này là mình lắp đỡ để cho nó rẻ xuống thôi. Rồi năm sau mình có tiền cho mình thẳng lên. Thẳng để lên nữa. Này bơm cát lên là được. Chị không có, nếu mà có cho nó lắp đầy thì hư thẳng rồi. Dạ. Đâu đâu nó vô một lần. Thôi giờ cố gắng vậy đó anh Sơn, tạm thời thì vậy thôi, thì em thì chỉ là người đưa tin vậy thôi. Em đối với em thì em nói giỡn thôi. Không phải đo, kêu đo đi để em mua cho em có tiền đôi mua. Rồi em cũng hay giỡn vậy đó. Có khi mình lên đưa video clip này anh hữu duyên vậy đó. Thì cũng có cô chú là thương tình muốn ở cho anh thì tới lúc đó là mình mới có kinh phí để làm. Thì anh cũng rất là tội. Ở nhà thì ở trong khúc trong hẻm. Ở đằng trước kia là nhà chính là đường bên đường ngoài đó là đường đan. Ở đằng trước nhà quân sơ để mình phóng to cho cả nhà xem nè. Ở đằng trước đó hồi xưa là đi đường đó ha. Dạ đi đường đó còn bây giờ cái đất đó người ta mua rồi. Ta mua rồi ta quen. Tức là ta ý nghe kéo ngang luôn cho mình đi luôn. Giờ bắt buộc mình phải đi đường này. Dạ, mình phải đi đường này. Tháng này mình tháng này xin không đi sao giờ. Cũng là tội em mà trúng một ché số nó thiệt. Em sẽ phóng đường cho anh đi từ đây ra tới lộ lớn luôn. Giá dạ, sao chiều nay trúng vé số đi. Ờ mà quên chiều nay không có mua xe, mua số nữa. Quên mua rồi. Vậy thôi anh Sơ nha. Nói chung là cũng chiều rồi cả nhà. Đây nè. Trời cũng đang sập tối đó. Thì nhà cũng xa nữa. Đi tới mấy cây lận, 7-8 cây lận. Em phải về rồi. Vậy thôi anh Sơ nha. Dạ. Em xin phép về luôn nha. Cảm ơn. Dạ rồi.